Ok, hello, xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn ở video clip tiếp theo của mình nha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi với một con game có tên là The Convenience Store các bạn. Con game này là được nhà phát hành phát triển bởi Chiller Arc, là cái con game mà lần trước mình chơi á bạn. Có tên là The Bathhouse. Đó, nhà tắm công cộng bị ma ám các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi cái tựa game này nha. Được, game này hình như nó ra phát hành đi cũng được 2 năm rồi hay sao ấy. Cũng là cùng nhà phát triển Chiller Arc luôn các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào game nhé các bạn. Store hình như là cửa hàng tiện lợi đó các bạn. Đã đến lúc cần phải chuẩn bị cho công việc. À, đã đến lúc mình phải đi làm rồi các bạn phải. Con gái à, nghe tiếng con gái á okay. Mới ngủ dậy luôn, 11 giờ 35 phút à. Ô, 11 giờ đêm các bạn.外もう真っ暗だよね。 Ồ, giọng dễ thương nha, bên ngoài rất là tối. Thì chúng ta chuẩn bị đi làm thôi. Đây mình nghĩ chắc là nhà trọ bạn.懐中電灯を持っていかないと危ないよね。À, mình sẽ lấy cái đèn pin. Ok, yes. Có đánh răng súc miệng gì không? À, con gái nhà cửa khá là dơ các bạn nè. Tuy là con gái nhà cửa khá là dơ đấy. Ở trong phòng ngủ thì được cái gọn gàng đây, mà toilet khá là dơ. Rồi, chúng ta chuẩn bị đi làm thôi. Chuẩn bị しないと。À, mình còn phải ăn cái gì đó trước khi là ở nhà có gì để ăn không? Tủ lạnh thì không mở được. Không bị stuck nè. Có thay đồ làm gì nhỉ? À, thay đồ nè. À, có đồ ăn nè các bạn. Bỏ vô hâm nóng luôn. À, tủ lạnh trong đây mở được nha. Tủ lạnh ngoài đây nó bị quẻn rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ ăn bento. Cơm bento. Người Nhật người ta hay gọi là mấy cái cơm hộp hoặc là cơm bento các bạn. Đó, bây giờ no rồi đó. Chúng ta có thể đi làm rồi đấy. Chúng ta có thể đi làm rồi nhé các bạn. Trời khá là tối nha. Vậy chúng ta sẽ đi tới cái siêu thị. Đi không được à? Chắc phải đi xuống tới đây lận. Đây. Giống như nhà Việt Nam mà mình đi hẻm á, nhà trong hẻm á. Ô, siêu thị mình nằm ở đâu nhỉ? Mình nghe cái tiếng gì kêu kêu như tiếng máy lạnh nha. Đúng ta. Mặc dù không thấy cái máy lạnh nào nhưng mà nó kêu cái gì ấy. Mình phải đi qua một con sông, con rạch nào đó. Ấy, đây đây, siêu thị mình đây. Mình làm nhân viên ca tối nha mấy fan. Con gái nhưng mà làm ca tối. Ồ, có ông nọ rồi đây. Xuống người gì máu me không vậy? Tôi biết những gì đã xảy ra đây à?
Tôi đã nói là tôi đã cảnh báo tất cả mọi người à. Bỏ cái tên mà tôi không thể nói. Cái ngày mà gì? Lời nguyền à, sẽ tới à? Á chấm này say xỉn rồi mấy friend. Á nhưng mà ổng ngáo ngáo mấy friend. Có đậu máu không nhỉ? Đúng không? Hay là do cái đồ họa nó như vậy? Thôi, rồi đi vô mấy friend. Ê, chúng ta lấy vô siêu thị. Đó. Tôi nghe có một ai đó nó gớt xuống cái cầu à. Ông người phụ nữ già đã nói là cô ấy đã thấy một đàn ông đi bộ qua đường với cái chân anh ấy bị cái gì ấy, rồi đáng sợ à. Nếu đây là câu chuyện có thật, sorry. Ờ, tôi nghĩ có một vài thức ăn đã hết hạn rồi. Bắt đầu vô ca thôi. Rồi à, lấy những cái thức ăn hết hạn đó ra khỏi quầy kệ giùm tôi. À, quản lý à, dặn dò lắm rồi. Này lấy gì đây? À, camera, camera. Camera giờ mình đi ra lấy hà đồ hết hạn lắm em. À chắc đây à, à này nhìn có vẻ là đã hết hạn rồi. Ok lấy ra khỏi quầy kệ thôi, ra cho cái ông mà ở phía ngoài mấy fan. Ông đây nè. À, thấy ông có vẻ nghèo khổ mấy fan nè. Đây cho ông đây. Đó. Đi ngay ngay. Nhưng mà quy định siêu thị á bạn, đồ hết hạn là phải hủy á bạn chứ không được cho người khác á bạn. Hồi xưa mình làm cửa hàng trưởng cho Vinmart mình biết các bạn. Nó quy định và hàng hết đắt rất là khắt khe nha mấy fan, không có đơn giản nha mấy fan. Ok. Mấy hàng thì rất là ổn. Không có bị hết đát. À đây là hết hạn nữa rồi. Phải không? Đúng rồi, lấy ra hết hạn mất fan. Ông già kiếm đi chắc vô đi quăng thùng rác nè. Một bạn nữ làm ca đêm. Ok. Đây là phía sau siêu thị mấy em. Đóng cửa lại, đóng cửa lại. Nếu không muốn trộm nó vào nó lấy đồ. Ok. Giờ nó kêu mình chấm công à. Nó thẻ đâu rồi. Đây. Yes. Giao ca bằng giao ca. Ồ nó đi rồi mấy em. Giờ là tới ca của mình rồi đó. Đi từ từ nha anh trai. Phải chừng xe đấy. Ồ anh trai đi từ từ thiệt mấy fan. Đi từ từ cũng như là slow motion vậy đó. Như mình có camera rồi.
Ảnh đi nè, ảnh đi, có khách vô, có khách vô các bạn. Ồ, vị khách đi vào. Ok, thôi mình ra tiếp khách thôi. Welcome. Kính chào quý khách. Quý khách cần mua gì? Ồ, quý khách này cũng đi rất là chậm rãi các bạn nè. Mình nghe tiếng xe chạy ngoài vậy. Ở đây có bán y chang mấy cái cửa hàng tiện lợi mình ở Việt Nam luôn các bạn. Cái này như quầy lẩu Thái nè. Đó. Có mấy chả cá đồ nhúng nhúng lẩu lẩu các bạn. Giống như gì ta, mini stop người ta của Aeon này, nó hay bán này nè. Anh trai mua gì vậy? Phải mua nước các bạn à. Anh đang mua nước. Cái con game của nhà phát triển này cứ mờ mờ ảo ảo nha các bạn, nó không có rõ nét các bạn. Ok, mua gì anh trai? Ok, stick ありがとうございます。またお越しくださいませ。cái. Cảm ơn, hẹn gặp lại. Bánh bao rồi mấy fan. Siêu thị đặt ở một nơi rất là vắng vẻ nha mấy fan. Để mình đi vòng vòng mà mình tham quan cái khu vực này coi. Đó, khách âm đi rồi nè. Không đi đụng vô tụi cái cục ở mới quẹo lắm mày. Ủa mình đi ra ngoài đây không được, mình đi ra ngoài đây không được. Mình vô ca mình đi ra ngoài không được mày. Mình chỉ vòng vòng ở trong đây thôi. Thì bán như thế đầy đồ hộp với fan. Xà bông à. Hàng giấy à. Đây là tạp chí nè, magazine nè. Đây đồ đông lạnh nè. Nước uống bên đây với fan. Mì gói, bánh, snack. Ủa? Có ai vào à? Quá trời, cái gì vậy? Cô chú nào vào thăm vậy? Quán nồi cho con camera mấy bạn. Tự nhiên cái cửa nó cứ mở ra mở vô trong khi không có ai mấy bạn. Nó hết rồi nè. Nhiều khi buổi tối mấy cô chú đi vô mua đồ mấy bạn. Rồi. Buổi tối mấy cô chú vô lựa đồ ăn mua đồ với fan, nhưng mà chúng ta không thể nào thấy được cô chú với fan nè. Một chiếc xe tải nó tới này. Có xe tải tới nè. Cái giao hàng với fan. À, không đúng mà, mình nghĩ là giao hàng y chang. Giao hàng sẽ siêu thị. Ok, hello chú. Chú giao gì vậy? À, người giao hàng. À, một con một hàng gì giao đến đây các bạn. Và cái tên nó trùng với cái tên ở trên cái giao hàng đó hay sao? Mà tôi nghĩ đó là của bạn ấy. Ừ, chắc là của con ấy. Ok, cảm ơn chú nha. Nhận. Cái gì đây? À, chắc cái cơm à. Ủa, mình đi làm một tí xíu thôi về không anh? Đi làm có đêm một tí xíu thôi à. Ồ, lại là 11:35. Cũng giống như ngày hôm qua. Ồ. Chúng ta có cuốn băng này nè. À, cái hộp hôm qua chúng ta nhận này. Nhận là trong trọng nó có một cuốn băng đó fan. Nó mở cuốn băng nó ghi gì vậy? Ngày đầu tiên đi làm chỉ có một khách hàng thôi. Ủa gì vậy?
Cái chỗ này như phía sau lưng siêu thị thì phải. Cái bên cái thùng rác á, phía sau lưng siêu thị á mấy bạn. Lại trong trọng có cái gì à? Tính chưa? Ủa có khỉ gì đâu mà sao nó giờ nó kêu đúng rồi vậy? Tôi lạnh không khó gì luôn. Thôi giờ chúng ta chuẩn bị đi làm thôi. Chúng ta đã chuẩn bị đi làm đó phải. Tự nhiên cái kia nó kêu. Mình nghĩ là có đồ ăn trong đó, thực ra mở không khó gì hết. Đi làm đó mấy bạn. First night, đêm đầu tiên à. Ủa vậy hồi nãy là đêm gì? Hay là ngày đầu tiên mình lên nhận việc thôi nhỉ? Ok, bây giờ chúng ta đi đi tới cái siêu thị rồi đây. Bắt đầu là ngày làm việc thứ nhất à, đêm thứ nhất à. Vậy hồi nãy cái đêm hồi nãy mình làm cái gì ta? Cái kia first night là đêm đầu tiên này. Đêm đầu tiên mình chỉ bán một khách hàng xong rồi. Xong rồi mình đi về luôn. Con game này nó vui lắm mấy fan, lần trước mình chơi có con game là part time gì đó, một ngày mình chỉ phục vụ một hai khách thôi. Đó, con game này mình cũng bán một khách không rồi mình đi về luôn. Hay hay. Tôi đã nghe cái bạn báo cáo là cánh cửa nó mở à? Tự động mở hay sao à? À không phải là ma đâu. Cái là có vấn đề gì đấy. Thì chúng ta sẽ nhận ca nhé. Ok. Ồ, vừa nhận ca cái đi về liền với fan, nó không có chào hỏi gì với chắc làm việc cả ngày mệt mỏi với fan. Giờ mình vô là chỉ muốn về thôi. Khi mà mình nhận ca xong là anh ấy không có một lời chào hỏi gì hết. Anh ấy đi về luôn với fan à. Để mình vô con camera có cái gì không các bạn. Hồi nãy có đoạn băng kia kìa. Là mình nhớ là nó cái đó này nè, các bạn. Đó là cái đây bên đây nè. Nằm kéo thùng ghé nè. Nó thùng ghé ai làm gì đổ à. Đi có bà già vô, bà già vô. Có bà cụ vào các bạn. Thì chúng ta ra đón tiếp bà cụ nhé. Ok, chào bà. Mà những chiếc xe này của thằng nhân viên hồi nãy. Để coi bà cụ bây giờ mua cái gì với fan à. Bà cụ đi cái chậm rãi nha. Wow. Bà cụ đi 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 xuyên 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 cửa luôn mấy fan. Nè đó, cửa mở nè, hồi đó bà cụ đi xuyên cửa luôn này. Có khi nào bà cụ hôm qua không ta? Nhưng mà hôm qua không cho mình thấy. Hôm nay bà cụ mới cho mình thấy mấy fan. Nó ghê ghê mấy fan à. Thôi chúng ta đi vào quầy counter đi. Thường thường những cái siêu thị mini này nè mấy fan. Nếu mà có một người trực quầy là người đó lúc nào cũng phải trực quầy nha mấy fan, chứ không thể nào đi xuống dưới đây được nha. Mặc dù khách có nhờ xuống giùm thì mình cũng có thể là chỉ dẫn thôi, chứ mình không thể nào xuống đây được nha mấy fan. Lúc nào cũng phải túc trực 24 24 thì có quầy counter này. Nếu mà có một mình không được rời khỏi đây. Hồi xưa có một thời gian mà làm cửa hàng chữ bên Vinmart thì mình biết rất là rõ những cái quy trình làm việc ở trong những cửa hàng tiện lợi như thế này. Thực ra Vinmart á, nó không hẳn là convenience store đó các bạn. Nó giống như một cái mini market vậy đó. Ủa siêu thị mini á. Chứ không hẳn là convenience store. Convenience store nếu mà nói đúng ra là giống như là Family Mart nè. Vinmart nè. Rồi Circle K nè. Rồi mini store nè. Mới đúng thực sự là CVS mấy bạn. Còn Vinmart cộng thì mình nghĩ nó chỉ là nó giống như mini mart nhiều hơn. Có ai đây, có ai đây, có ai ai mấy fan ai sẽ xỉn nha mấy fan. Ồ ai dừng chơi mấy fan.
Nãy giờ nó biết dân chơi không phải đi rất là nhanh không phải. Hello anh. Tôi đói, tôi đang đói. Tâm Long bia và một gói có thuốc, có thuốc à? Đây của anh đây. Ok, bây giờ lấy 5 lon bia à? Anh uống cái gì anh? Sài Gòn bạc, Sài Gòn xanh, Ken, Tiger anh uống cái gì? Budweiser. À, mình đang phàn nàn quá mày. Nói sao không tự đi lấy đi mà kêu mình. Ủa cái gì? À, lấy đây. Nói sao không tự đi lấy đi kêu mình nữa mày. Thường thường là những cái trường hợp này là mình không được ra khỏi quầy mấy, mình sẽ hướng dẫn khách đi vào quầy mà lấy ở okay. Tại vì tránh những cái trường hợp mà đánh lạc hướng nhân viên nhưng mà vô quầy counter ăn cắp đồ, ăn cắp tiền đó okay. Đó là quy định đó mấy fan à. Hồi xưa cửa hàng mình thì không bán đêm, tới 10 giờ là đóng cửa rồi, và buổi cả sáng và cả tối lúc nào cũng là từ 3 đến 4 người hết. Hồi xưa mình làm cửa hàng cũng khá là to, mình làm cửa hàng trưởng ở 63 Phan Huy Ích các bạn đó. Nên một ca nhân viên của mình rất là đông, nên không có trường hợp mà một người thế này đâu. Còn đây anh trai à, anh trai giang hồ quá đâu dám nói gì anh trai đâu. Ok à, nhìn là biết anh trai điện chơi mấy bạn à, đi xe ngon lành lắm mấy bạn. Đi chip puzzle nhỉ, đi chip puzzle mấy bạn. Ô bà cụ nãy giờ không phải vô mua đồ mấy bạn, mà vô đi ỉ mấy bạn. Hello cụ, hello cụ cần mua gì không? Cho cụ chỉ cười không vậy. Gì vậy? Where Cancun? Cancun đang ở đâu ạ? Con có biết là Cancun ở đâu không? Con nghĩ là con đã nghe cái giọng nói của anh ấy rồi. Ở đây là nhà của con gái cô mà. Ủa con gái bà mà. Con làm gì ở đây? Ủa bà lại bị lãng fan. Bà nghĩ đây là nhà của con gái bà fan, nhưng mà thực ra đây là siêu thị bà ơi. À thì ra bà nghĩ đây là nhà của con gái bà này, bà vô đây bà ngồi bà ỉa fan. Ok chắc bà có gì đó lầm lẫn rồi đấy. Thôi con xin mời bà nhé. Bye bye bà. Kệ không sao mấy fan, buổi tối làm việc một mình có bà ở đây cũng đỡ sợ mấy fan à. Bà về cẩn thận nha bà. Bà đi rất là yếu mấy fan à. Bây giờ mình sẽ vô cái quầy counter lại mình coi camera mấy fan. Mình coi công việc hôm nay là cái gì đã. À tôi đã thấy một vài con chuột phía sau cái cửa hàng này ngày hôm qua. À ai đó giống như là lấy những cái bao rác ra khỏi cái thùng rác mấy. Người ông đầu tiên nhìn thấy cái chú ý cái tờ note này. Có khách không khách mấy anh? Có khách mấy không? Mấy qua camera coi, mình sẽ đi ra phía sau mình dọn con chuột mấy anh. Nó thường thường siêu thị chuột dữ lắm mấy anh. Chính vì vậy mới có pallet là vậy á. Nè cái thùng rác này nè. À thằng nhóc nó quậy. Thì ra là thằng nhóc nó quậy. Thằng nhóc nó quậy mấy fan. Bây giờ mình đi ra sao mà bắt chuột mấy fan. Cửa hàng có một mình thôi, nhưng mà mình lại bỏ cửa hàng mình đi ra sao bắt chuột mấy fan. Nhưng không kệ mình cứ làm mấy fan. Cửa hàng trưởng kia mình làm mà. Một con mẹ mày. Hai con. Đâu rồi? Ba con. Quá nhiều thế. Nữa đâu? Còn đâu nữa? Đó còn ba con nữa. Đây.
bốn con, năm con, không một con nữa đâu. Mày trốn ở đâu? Lẽ tao ra tao đứng quầy tao bán nữa. Ây da, trốn ở đây hả con trai? Ok xong. Hồi nãy cuộn băng đầu tiên mình thấy là ở đây rồi mấy fan. Không biết trong đây có gì nha. Không biết trong đây có gì nha. Không, bây giờ mình sẽ đi ra khỏi quầy. Mình sẽ đi ra quầy lại. Nếu không phải trong coi siêu thị mấy fan, không có lại mấy fan. Ok. Vậy là công việc của anh trưởng giao cho mình hôm nay là mình đã làm xong rồi mấy fan. Bây giờ mình ra mình bán thôi. Ồ, có xe tới nè, có xe tới nữa nè. Là cái xe giao hàng hôm qua. Ồ, lại lăn trái giao hàng hôm qua đó mấy fan. Cái con này ông giao mình cái gì nha? Không lẽ là một cuốn băng như hôm qua nữa à? Hôm nay đi vô, hôm nay đi vô mấy fan. Ôi, hôm nay ổng không có cầm gì hết á. Chào chú. Mấy chú lấy cái gì đây? À, rất vui được gặp cô. À, ông nói là ở đây có một cái gói hàng nào đó cần phải mang đi. À, cái gói này là mấy bạn. Đây chú ơi. À, ok, bye bye chú. Đi thông thả chú ơi. Đây là con camera mấy bạn. Không thấy được phía trước quá fan, không thấy được phía sau bên hông. Cái thằng cha kia hôm qua ông ngồi ở đây, hôm nay ông không quay lại nữa mấy fan. Oh, second night rồi nè, đêm thứ hai rồi nè. Ok, mình đã quay lại nhà mình rồi. Vẫn là 11 giờ 35 phút khuya. Ủa sao ngày nào mình cũng gặp cả đêm nhỉ? Ủa trời đang mưa, trời đang mưa. Hồi xưa mình làm là mình xếp ca nhân viên mình là ngày một ngày sáng một ngày tối mà, chứ không thể nào mà cho một bạn cứ làm tối ra ngoài như vậy. À, dù dù umbrella dù ở trong thường thường là người xưa ta nói với fan là ở trong nhà mà không nên mặc dù nha. Khi các bạn mặc dù các bạn sẽ gặp cái gì chắc các bạn cũng đã biết rồi đó. Ủa, nghe tiếng ai có cửa nhỉ? Nhất là ở trong nhà chúng ta không nên mặc dù nhé. Chắc là một cuốn băng. Mình nghĩ là một cuốn băng. Tại vì cái hộp rất là giống cái hộp hôm bữa mình lấy. Mình đoán đúng không nhỉ? Y chang luôn các bạn. Đây là một lại là một cuốn băng đây. Ok, mình coi coi là cái gì các bạn. Đừng ở đó, phía sau có siêu thị đó nha. Đúng rồi, lại phía sau siêu thị rồi. Ủa vậy thôi hả? Như vậy thôi đó hả? Bây giờ chúng ta đi làm thôi. Ok, mưa quá mấy fan. Thì mưa khá là to. Cuối cùng chúng ta cũng đã tới siêu thị rồi mấy fan. Hôm nay trời mưa khá là to nha. Ủa? Ủa, thằng quỷ kia đâu rồi? Bây giờ làm đi đâu rồi? À, bỏ suy nghĩ trống nha. Má ơi. Ok.
Phải, tôi sẽ không chơi trò này nữa. Tôi hứa tôi sẽ không làm nữa đâu. Trời ơi, đâu có anh trai. Có một vài sản phẩm đã bị thiếu trên quầy kệ. Lúc nào cũng phải giữ cho quầy kệ full nhé. Restock lại. Vào sáng mai, buổi sáng mai. Ok. Refill, restock lại. Ok, bằng dấu ca mấy fan. Oh, bằng dấu ca cái đó đi liền mấy fan. Đồng nghiệp gì mà không có một tiếng chào hỏi nhau gì hết. Chẳng hạn như là cô là làm việc vui vẻ nhá, hay gì đó. Mấy fan. Mà mới thấy gì ra mấy fan. Mà thấy gì vừa đi vô kìa. Cái băng rôn nó được mở rồi, rồi mình vừa thấy cái gì đi vô. Bây giờ mình sẽ ra refill lại quầy quầy kệ, restock lại mấy bạn. Quầy kệ không được bỏ trống đây, thứ nhất đây. Ok, bây giờ chúng ta sẽ restock lại nha mấy bạn. Đây bánh à, bánh à, 80 g. Không phải đây, không phải đây. Mùi bánh bị thiếu đây, 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 đây. Restock lại. Ok. Mùi bánh ngọt nữa. Bánh ngọt cũng đang thấy thiếu kìa. Gì đây? Ồ. À, quái đóng cửa mày. Ô mẹ ơi gì vậy? Có khách vô kìa man. Mẹ ơi khóa vậy? Có khách vô kìa. Nghe tiếng mở cửa không ta? Đưa ra đây, đưa ra đây. Có khách vào, khách vào, khách vào. Đâu có ai đâu. Bò này chắc thằng nhóc gì nữa rồi, chắc chắn luôn. Thằng nhóc kia là quậy mấy fan. À, đừng đóng cửa đó nha. Quậy thức ăn nhanh chứ, không phải quậy bánh. Thì có dân chơi vô mấy fan. Có một anh hip hop vô, anh hip hop. Ok, hello, chào anh. I'm Hamanda. Ở đây cái điều hòa nó gặp vấn đề gì à? Sếp của bạn là kêu là thức ăn lúc nào cũng phải để tươi ngon. Tôi có ghét việc làm việc trễ, nhưng anh ấy trả tiền cho tôi. Trả tiền rất là nhiều cho tôi, bạn biết rồi đấy. À, tôi sẽ đi kiểm tra phía sau. Ở phía sau. Ở phía sau. Ở phía sau chứ, tức tức là cái thùng rác á mấy fan. Ở phía sau tức là cái thùng rác á. Này chứ này là này, này. Cái chỗ này nó mở rồi nè mấy fan. Để mình đi ra, mình đi ra phía sau với ông. Mình đi ở phía sau với ổng. Mình vô kia có gì không ấy nha. Đi 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 đi, kệ bà nó. Kệ bà nó. Ai cũng vô vô. Anh trai kia đâu à? Kệ kệ ổng vô kìa. Để mình vô đây có gì không? Ủa có cái nhà kho, có chiếc xe đạp. Ủa lá bùa hay gì ta?
Không bị khóa rồi, hay là khóa rồi, khóa rồi, khóa rồi. À, ông đang sửa máy lạnh này. Bị hư gì chú? Đây, hết ga rồi. Hết ga lạnh rồi. Ổn sửa chưa? Ổn ra sửa chưa? Ê, ông nằm gấp gì này? Mình tự mở ra luôn. Ủa nó đứng rồi hết chạy à? Ý có gì đây? Ủa chìa khóa, chìa khóa fan. Chắc là chìa khóa này này. À mình cần cái nắm cửa hả? Mình chỉ có khách hay sao ấy? Có khách mấy em. À có bà chị. Ô bà chị dễ thương ấy. Hello chị. Ô bà chị có vẻ dễ thương đấy mấy em. Chị muốn nói gì với em à? Bà chị đang đi mua đồ. Để vào cái quầy counter. Ok. Ồ, bà chị dễ thương ấy mấy fan. Tính tiền bà chị. Ok. Hey. Chỉ có một mình cô làm việc ở đây thôi sao? Tôi không thể nào tin được điều này. Quản lý ở cô kiểu gì mà để một người con gái như cô ở giữa đêm, một cái ca giữa đêm một mình như thế này? Tôi thấy là cô không có sự lựa chọn đúng không? Tôi sẽ đưa cho cô một cái lá bùa hộ mệnh. Cẩn thận nhé. Ở đây có gì mà cô lại đưa cho tôi một cái tấm bùa hộ mệnh vậy? À, thường thường sẽ có vấn đề với mấy fan. Mà không biết đây có gì hay không. Mà bà lại đưa mình một cái tấm bùa hộ mệnh. Để mình đưa mình coi lại camera coi. Thường thường những cái hiện tượng siêu nhiên mình không thể thấy được bằng mắt thường mấy fan, mà mình có thể thấy được qua camera mấy đâu có kỹ khô gì đâu. Không có gì hết mấy fan à. Chị đừng hù em nhá. Mình vừa nghe thấy tiếng gì vậy? Ồ. Cái gì vậy? Ủa mưa mưa dột vô đây luôn à? Ủa? Mưa dột vô đây luôn mấy bạn. Ủa sao mình thấy mưa à? Ô mẹ nó lại khóa cửa rồi. Này có bồn cầu tự động à hay sao vậy? À bồn cầu tự động á fan. Đây nó bị mát nè, nó bị mát đây nè, có nút điều khiển nè. Ồ. Có con quái nào vô nó quậy này. Ủa gì vậy vậy vậy? Mày nghe tiếng đánh máy ở trong đây này. Mở camera coi. Má hay là nhóc nó lại vô nó quậy nữa. Có ai đâu. Ủa.
What the? Mẹ, bà kia mới đưa mình cái bộ hộ mệnh là mình nghi nghi rồi. Nghi nghi là chắc chắn sẽ cái gì nó không 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 tốt rồi nữa. Quá cái gì đây? Gì đây? Talisman hả? Bùa à? Hình như cái chỗ này là cái chỗ hồi nãy con ma nó đứng rồi mấy fan. Bùi để làm cái gì? Má sao nhà dơ quá vậy? Để mình cầm ở phía sau. Mình cầm ở phía sau mình đi vô cái căn nhà hồi nãy đấy. Nó có gì trong nó mấy fan? Mình thấy cái gì đó bất thường ở trong cái ngôi nhà trong đây này. Đó, mở được nè. Trừ tà cái cánh cửa. Ông quản lý. Số 4. Ủa mấy con chuột chết mấy fan. Rồi sao mở cửa? Má đập cửa cái gì? Ủa má ơi, mình kìa mấy fan. Còn mình đi đâu nhìn theo nó luôn. Ồ đêm thứ ba rồi. Ông đó là ông cửa hàng trưởng, fan cửa hàng trưởng siêu thị của mình đó. Má gặp mình là mình nghĩ mẹ nó luôn á fan. Không có làm nữa fan. Không biết đêm nay nó có bắt mình đi làm đúng không? Một cơn đó mộng à. Tất cả là một giấc mơ hay sao? Mơ à? Không hẳn là mơ đâu. Mình nghĩ đó là thật đấy, không phải mơ đâu. Bây giờ mình lại đi mua cái siêu thị. Vô cũng bằng, cũng bằng, cũng bằng đúng không? Cũng bằng, cũng bằng, cũng bằng không phải. Để coi lại, coi lại, coi lại. Để coi lại cái động băng này như thế nào. Ô, căn nhà đó kìa. Thì chúng ta lại phải đi làm à. Đèn pin chúng ta lấy rồi. Thì chúng ta đi tới siêu thị. Còn mọi chuyện như thế nào nha mấy bạn. Có phải là giấc mơ hay không là sự thật. Và lần này mình sẽ vô mình coi coi siêu thị là rốt cuộc nó bị cái gì. Bị cái gì ám mấy bạn. Mình lại vô cái căn nhà phía sau lưng hồi nãy còn như thế nào. Rồi thằng quỷ kia lại đi đâu nữa rồi. Thằng quỷ kia lại đi đâu nữa rồi. Kỳ này không có cái giao ca luôn. Không có cái biên bản bàn giao của thằng nó hàng trưởng luôn. Hiện tại là chưa có gì xảy ra. Không có biên bản bàn giao, không có bàn giao ca luôn. Thằng quỷ kia không thấy luôn. Siêu thị chỉ có một mình thôi. Gì vậy? Ủa? Mình chuyển qua siêu thị bán điện máy nào vậy? Sao toàn tivi không này? Ui
nghe cái tiếng như tiếng giàn cọ đâu ở đây mấy bạn. Ủa mở tivi vậy này, mà có khí khô gì đâu. Ra coi camera ra coi. Có gì không? Ý có thằng nhóc kìa. Mình thấy có thằng nhóc đây này. Cô bằng camera mới thấy nha. Bất thường không thấy nha. Đó. Không bằng camera mới thấy. Vậy là cái nãy giờ cánh cửa nó mở ra mở vô. Mình camera mình tưởng là thằng nhóc nó quậy, mà thật ra là thằng nhóc mình làm ma mấy fan. Chỉ có mỗi camera mới thấy được thôi. Kìa nó kìa nó kìa nó kìa. Thì ra thằng nhóc này là ma. Đó. Nó nhìn gì vậy? Nhìn gì trên đây rồi mấy fan? Dưới đây. TV trên đây, TV dưới đây à? TV ở đây. TV ở đây mình mở rồi. Tức là nó kêu mình mở những cái tivi bên đây. Tivi này. Ok, tivi trên đây. Đó. Á, tiếng đàn cổ luôn kia vậy. Ủa, hết coi được rồi. Hết coi được camera rồi, mấy. Mình mới vừa nghe tiếng khóc. À, thằng nhóc này nó khóc nè. Ủa? Có ai vô, có ai vô, có ai vô rồi. À, nó giờ là ảo giác à. Nữa, nữa, nữa. Con camera con khoai nhóc không. Nó vô không được, vô không được mấy fan. Vô hết được rồi. Mình không vô được nữa. Ý cũng băng này. Tìm thứ tư. Gì đây? Gì đây? Cùng băng. Thử lại. À, hiểu. Nó cho mình ba sự lựa chọn. Thứ nhất, cùng băng là một quan sọt gác. Thứ
Thứ hai, cuộn băng này mình sẽ gửi lại cho có người mà gửi cho mình. Thứ ba là mình sẽ quyết định coi có đoạn đoạn video này mình sẽ như thế nào đây ta. Thực ra nếu mà gửi lại cũng chưa chắc là người đó đã nhận. Mình bỏ ở đây á thì nó cũng ở trong nhà mình, đúng không? Nên mình quyết định là mình sẽ xem cái đoạn video này nha các bạn. Bạn có chắc chắn không? Yeah. Ồ, ở phía ngoài kìa, mình kìa, cái chân mình kìa. Ủa, mình đang bị cái gì mấy bạn? Má, mình bị gì giống như ai đang bóp cổ mình hay sao á? Mình thấy hai cái chân mình đang dùng dằn. Đây là đâu? Hình như mình đang nằm trên giường. Mình đang nằm trên giường mấy bạn. Mình đang nằm trên giường. Tôi không thể di chuyển. Ôi, chắc con ma nó vô tới tận nhà mình luôn rồi mấy fan. Mình không thể bấm gì luôn á, mình không bấm gì luôn á. Vậy là chúng ta đã kết thúc con game rồi mấy fan. Hình như đây là một kết thúc best ending thì phải. Trong những cái buổi mà mình đi làm thì mình đều nhận được những cuốn băng. Những cuốn băng nó quay về cái phía sau của siêu thị, ngay cái chỗ mà có những cái băng dải băng màu vàng á mấy fan. Đó. Cuối cùng thì mình cũng lấy được cái chìa khóa, mình vào đó thì thấy ông cửa hàng trưởng nằm trong đó. Mà mình lấy một cái lá bùa nha. Đó, mình lấy một cái lá bùa. Đó, mình mới vô được cái cánh cửa đó thì ông cửa hàng trưởng đã chết trong đó luôn. Một cái thằng nhóc nữa. Thằng nhóc đó mình nghĩ chắc chắn 100% nó là ma nè. Có thể là con của bà ma kia kìa. Tại vì khi nó hoạt động, nó đứng ở đó cửa ra vô vô mình ra mình không thấy ai hết trơn á. Khi mà nó đi xuống siêu thị mình cũng không thấy luôn. Trừ khi mình đi vô coi camera mình mới thấy được thằng nhóc đó. Thôi, hôm nay mình cũng xin kết thúc video tại đây luôn mấy fan. Cảm ơn đến giờ mấy fan đã coi hết cái video của mình nha. Bạn nào xem video thấy hay á, ủng hộ cho mình một like, một đăng ký kênh nha các bạn. Nhớ bấm vào nút cái chuông để khi nào mình ra video mới, bạn có thể nhận được thông báo nha các bạn. Ok, bye bye. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chào các bạn.